Trước tiên mình nói về cái sự được việc của nó ha. Cái tông đơ này nó rất là nhỏ gọn, nó rất là vừa tay, và anh em rất là dễ dàng có thể tự cầm và cắt tóc cho mình. Dĩ nhiên cũng rất dễ dàng để cho anh em cắt tóc cho người khác, kể cả những anh em không có chuyên. Mình đưa thử cho một vài người mới lần tuyên cắt tóc, họ vẫn dùng được cái tông đơ này rất đơn giản, rất là dễ dàng. Và anh em có thể tạo được dáng cho tóc của anh em nếu anh em khéo tay. Nó rất được việc ha, rất nhỏ gọn. Rồi, thứ hai là cái sự đơn giản của nó. Cái tông đơ này nó chỉ có một nút duy nhất ở cái dưới này, giống như là anh em xài đèn pin vậy, anh em bấm vào cái là cái máy nó chạy. Và bản thân bên trong này thì nó chỉ gồm một cái cục pin của laptop, dạng pin cell laptop ấy, như vậy. Dung lượng là 1850 mAh. Và nó vào, khi anh em bấm cái nút nguồn ở dưới đây á, thì nó chuyển điện lên trên cái motor này, nó xoay. Và cái motor này xoay, nó sẽ có một cái bộ phận duy nhất ở trên này, nó chuyển cái việc xoay tròn thành cái việc tịnh tiến qua lại của cái tông đơ. Và như vậy nó cắt tóc. Nó không có cái nút gạt để chuyển tốc độ cao hay tốc độ thấp. Nó không có cái cữ để mà anh em tăng hay giảm cái số lượng tóc, cái khoảng cách mà tóc được cắt. Chính vì cái sự đơn giản của cái tông đơ như vậy mà nó hoạt động rất là hiệu quả, nó rất là mạnh, nó cắt rất là hiệu quả, rất là mạnh. Tiếp theo là cái cảm giác khi mà để cái tông đơ lên trên đầu thì nó khá là thô nếu mà so với việc anh em dùng những cái tông đơ khác lớn hơn, mềm hơn, có thể chỉnh tốc độ được, hoặc là khi anh em ra tiệm sử dụng nó hơi thô, hơi khô một chút xíu. Tuy nhiên mình cảm thấy rằng là nó chỉ một vài lần đầu thôi, sau đó nó sẽ quen và nó không có gây tổn thương đầu cho anh em. Quan trọng là nó hiệu quả thôi, cho nên cái chuyện mà cảm giác thô đó anh em có thể bỏ qua được. Về pin thì sẽ có hai cục tiếp theo, một cục là 1800 mAh, một cục là 1200 mAh, tổng cộng độ 4000 gì đó. Và chúng ta sẽ có một cái hộp sạc USB để anh em có thể mang đi sạc bằng cổng A cũng được. Về pin thì mình thấy rằng là mình bỏ cái cục này vào rất là lâu rồi, mình chưa có sạc nhưng mà nó không hết pin, do đó mình nghĩ anh em không cần quan tâm về pin. Về cái độ bền của lưỡi thì hiện tại mình cũng không đo đạt được. Mình xài cái máy này tổng cộng khoảng chừng 20 lần và mình thấy nó vẫn chạy rất là tốt, do đó mình nghĩ rằng là về lâu dài thì nó vẫn còn sử dụng được lâu. Trên cái hộp của hãng thì họ ghi đủ thứ công nghệ trên này hết, nhưng mình nghĩ cái đó không phải là cái vấn đề chúng ta có thể quan tâm lắm. Về cái thân của máy thì nó là giống như một cái ống bằng kim loại vậy, và nó có hoàn thiện rất là đẹp và trang trí một cái mặt Phật, hai cái mặt Phật lên trên này. Và hoa văn này nó rất là châu Á, và mình nghĩ rằng là nhìn nó cũng đẹp. Mình không biết là nó có cái phiên bản mặt khác là phiên bản láng hay không. Tổng kết lại chút xíu, cái thứ mà mình thích nhất ở cái tông đơ này nó được việc ha, rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ dàng để có thể cắt, tương ứng với cái giá của nó chỉ có 350.000 thôi. Tiếp theo là cái sự đơn giản của nó dẫn đến nó được việc, dẫn đến nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Và mình nghĩ cái sự đơn giản của nó cũng giúp cho nó hoạt động bền bỉ hơn, ít bị hư hỏng ha. Nếu mà có thêm nút tăng giảm cái tốc độ hay là cái tông đơ gì đó thì có thể những cái chỗ đó là cái những chỗ hư vọng. Còn mấy cái này thì nó không có gì để mà hư hết. Anh em lưu ý rằng là mình mở cái nắp của cái tông đơ ra thì nó